À, chúng tôi tin rằng là trong đại dịch covid thì trong nguy luôn luôn có cơ à, việt nam chúng ta là một trong những nước kiểm soát rất tốt à, cái covid à, do đó cái tình hình sản xuất của chúng ta vẫn tiếp tục à, phát triển và đây là thời điểm vàng để các doanh nghiệp sản xuất của chúng ta đón đầu xu thế chuyển đổi số và kết nối kinh doanh cũng như mở rộng thị phần và chúng ta có thể à, trở thành một cái phần trong chuỗi cung ứng toàn cầu. À, hàng năm thì triển lãm à VMI đón tiếp khoảng hơn 10.000 khách tham quan. À, và với những sản phẩm tiêu biểu từ hơn 200 à thương hiệu nổi tiếng trên từ hơn 20 quốc gia trong khu vực à, trong các cái khu gian hàng quốc tế từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, à, Mỹ, à, Trung Quốc, Thái Lan À, thì à, ngoài ra thì à, cái lượng khách tham quan trực tuyến trên VMI của chúng tôi cũng rất là à, rất là cao năm 2021 là năm đầu tiên mà triển lãm quốc tế VMI được tổ chức đồng thời trên hai hình thức là trực tiếp tại sảnh triển lãm Cung Hữu Nghị Việt Xô Hà Nội và thông qua kết nối trực tuyến trên nền tảng à, web VMI của chúng tôi à, với sự hỗ trợ hết sức tuyệt vời của cục xúc tiến thương mại Vietjet Bộ Công Thương và tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản Chetro Văn phòng Hà Nội à, chúng tôi tin rằng là triển lãm năm nay triển lãm quốc tế SIE và triển à, VMI năm 2021 sẽ mang đến cơ hội kết nối giúp doanh nghiệp vượt lên khó khăn và phá vỡ những rào cản trong hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại những cái động lực phát triển mới trong cái thời kỳ hậu Covid At Retradex, we are in the business of building business. We are proud to make meaningful connections to the manufacturing uh, exhibition that can help match the buyers with the seller, bringing more opportunity, breakthrough business result, and sustainable growth. Hàng năm, thì triển lãm VMI đón tiếp hơn 10.000 khách tham quan đến với những máy móc thiết bị tiêu biểu từ hơn 200 thương hiệu nổi tiếng và từ hơn 20 quốc gia trong các khu gian hàng quốc tế như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Thái Lan.